Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh dạn hạ thủy ngày đinh sửu tức can sinh chi nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm dạn hạ thủy kỵ tuổi tân mùi kỵ mùi ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục sông với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân mùi kỷ mùi tuổi xung trong tháng tuổi đinh hợi ất hợi đinh mão vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao cô thần, sao đối với cưới hỏi, sao tội chỉ, sao về tế tử, tố tụng, về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý, bạn nên dành thời gian để chăm sóc nhiều hơn cho gia đình của mình. Có thể bạn mệnh đang không hiểu ý của đối phương, cho nên dễ hiểu lầm, nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho tình cảm giữa đôi bên bị rạn nứt. Ngày này với bạn tuổi tí đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá và đây là điểm báo rất có thể sẽ có sóng nổi lên giữa bạn và người ấy có nhiều vướng mắc mà không được giải quyết kịp kịp thời tuy bằng mặt nhưng lại chẳng bằng lòng nếu như bạn tuổi tí không nhanh chóng giải quyết vấn đề thì khó tránh khỏi chuyện lạnh nhạt trong chuyện tình cảm giữa hai người lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Đây còn là dấu hiệu cho thấy hôm nay với bạn tuổi tí dù điên tình nhưng lại đỏ bạc. Với những quyết định nhanh nhạy đúng đắn của bạn giúp cho việc kiếm tiền trở nên được suôn sẻ và thuận lợi hơn mang về cho bạn được nhiều tiền bạc về tay nữa. Vài từ vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, mâu thuận bùng nổ khi không được chia sẻ tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên bình tĩnh nói chuyện với nhau tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có nhiều vấn đề chưa được giải quyết tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên nghĩ thoáng hơn để tránh phạm phải sai lầm vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ Từ vi Tuổi Xỉu, thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi xỉu trong ngày này, có lẽ sẽ cần thêm thời gian để giải quyết những vấn đề trong chuyện tình cảm khi mà trong ngày bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, gây ra những xáo trộn khá lớn trong cuộc sống của bạn và người ấy trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện và bạn tuổi Sửu nên tìm cách để hâm nóng, hàn gắn những mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy, tránh để nảy sinh kẻ hở để cho kẻ thứ ba lợi dụng mà chiên chân vào khiến cho tình cảm của bạn bị giãn nứt. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng báo hiệu cho bạn đang có những sa sút về sức khỏe. Có lẽ với bạn tuổi Sửu đang quá sức mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, lại thêm bị đối phương chèn ép về tình cảm, cho nên ăn uống không được ngon miệng, có thể bị suy nghĩ nhiều và đau dạ dày nữa vai tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tiểu nhân phá hoại cuộc sống hạnh phúc của bạn và người ấy tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy sức khỏe đi xuống không có được điều mà mình mong muốn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên chăm sóc cho bản thân mình thật nhiều tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ vận trình tình duyên bị giảm sút khó có, có được tình yêu từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc nên hiểu mình có được hạnh phúc từ đâu và đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vị tuổi dần thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi dần đang phải đối mặt với sự cô đơn khi mà À, bạn tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Dường như tình yêu cứ mãi chơi trò trốn tìm với bạn đó bạn tuổi dần nhé. Và ngày này với bạn tuổi dần, bạn mệnh cứ thấy mình vô duyên sau đó khi mà cứ người bạn thầm thương trộm nhớ thì chẳng có tình cảm gì với mình. Còn người hết lần này tới lần khác bày tỏa tình cảm với bạn thì bạn lại chẳng hề thấy rung động chút nào trong ngày này đối với các cặp đôi sự xa cách lâu ngày có thể khiến cho tình cảm trở nên lạnh nhạt đi và bạn tuổi dần bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước song với bạn tuổi dần nên thực sự hết tình cảm với nhau thì chớ có nên níu kiếu làm gì nữa vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cô đơn có thể khiến cho bạn quyết định sai lầm tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tình cảm lạnh nhạt không còn nồng nàn tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ quan hệ vợ chồng có nhiều vết rạn nứt tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên tìm cách hâm nóng lại tình cảm tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có nghĩ mình lúc nào cũng đúng Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh và đây chính là quý nhân mang tới cho bạn có được nguồn tài lộc trong ngày hôm nay Bản mệnh tuổi mạo không hề vấp phải những khó khăn, trở ngại gì nhiều, chuyện gì cũng thuận lợi, xuân xỉa, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Và ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, đầu tư thì có được sự linh hoạt nhạy biến khi nhanh chóng nắm bắt được thời cơ phát tài. Bạn tuổi mão, bạn khéo léo để giành được sự tin tưởng của các đối tác, và khách hàng. Nhờ đó mà việc làm ăn với bạn cực kỳ là lý tưởng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, thay vì thấu hiểu và thông cảm cho những nỗi vất vả mà bạn tuổi mão đang phải gánh chịu, thì đối phương lại dày vò, dằn vạn bạt hết lần này tới lần khác vì những chuyện không đâu, khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy quý nhân giúp cho tài lộc của bạn càng ngày càng nhiều tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nên nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải hiểu và thông cảm cho đối phương tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nếu mệt mỏi hãy tìm cách giải tỏa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng để mình chịu nhiều ấm ức và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi Hợi, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, Thìn tuất xỉu mùi, cái điều này có thể làm cho gia đình của bạn có sự lục đục, bất an, đôi bên mâu thuận lâu ngày mà không sớm tìm được cách để giải quyết. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang cố chấp quá mức chẳng chịu xuống nước dù chỉ có một chút mà thôi. Bạn mệnh thủ thìn trong ngày thứ bảy này bạn cho rằng mình mới là người đúng và chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của đối phương. người ấy thực sự đã nhường nhịn bạn rất nhiều lần nhưng lần này thì quyết không chịu nhịn nữa và vùng lên bất chấp trong quan hệ về tình cảm với bạn tuổi thìn dường như luôn ở thế chủ động cho nên quên mất rằng tình cảm vốn là thứ đến từ hai phía một bàn tay sao có thể vọ nên tiếng được với bạn tuổi thìn mà không thay đổi thì e rằng sẽ sớm phải chịu đau khổ mà thôi về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn thì sẽ gặp rắc rối từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên hiểu và nhìn mọi chuyện từ góc độ của đối phương từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tình cảm không thể nào chỉ đến từ một phía từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, dễ đau khổ, tổn thương vì tình cảm. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, không tìm được tiếng nói chung. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có quý nhân tam hợp phù trợ, xe duyên dẫn mối cho bạn cho nên nếu như bạn biết nắm bắt được thời cơ thì sẽ có được câu chuyện về tình yêu như ý mình hằng mong ước có được người mình yêu để yêu thương lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ đã gặp được ngày của chính tài chia chở sẽ đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi tỵ chăm chỉ làm việc trong việc kiếm tiền lại biết chi tiêu tiết kiệm để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau đây là thói quen khá tốt mà bạn tuổi tỵ nên duy trì và bạn tuổi tỵ bạn cũng nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng để tránh việc chi tiêu lạm phát cho những công việc không thực sự cần thiết tình hình tài lộc của bạn vốn không phải cực kỳ ổn định nếu như bạn không biết tính toán trước sau thì sao có thể ổn thỏa được về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tiền bạc khá ổn định song đừng có chủ quan tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, bạn có thể sẽ tìm được tình yêu từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đỏ tình mà đỏ cả tiền từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên biết cách để hiểu được suy nghĩ của đối phương từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy chớ để người ấy phải thất vọng vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi Ngọ, thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy với bạn tuổi ngọa đang có điểm báo nhiều nỗi lo về chuyện tình cảm các cặp đôi đang phải trải qua giai đoạn khó khăn khi mà có quá nhiều khoảng cách trong cả suy nghĩ và quan điểm khiến cho đôi bên không thể nhìn về chung một hướng được và ngày này với bạn tuổi ngọ, bạn cũng là người thẳng thắn, xong điều đó có thể khiến cho bạn nói năng mà chưa hề suy nghĩ chín chu, làm cho đối phương cảm thấy bị tổn thương vì những lời nói vô tình của bạn. Bạn tuổi ngọ cũng cần phải lưu ý để tránh phạm phải lỗi lầm về sau. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ, đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có tin báo về con đường tài lộc cực kỳ là vượng phát. Với bạn tuổi ngọ, bạn có được nguồn thu nhập dồi dào từ những nghề tay trái, cũng có được nhiều cơ hội để cho bạn chuyển hướng đi cho mình. Bạn hãy tận dụng tốt cơ hội lần này bạn tuổi ngọ nhé. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có nhiều khoảng cách chưa thể vượt qua được. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tình cảm không thể nào gượng ép được. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tiền bạc đến nhiều, vượt ngoài mong đợi. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, thu nhập được tăng tín nhanh chóng bất ngờ. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, có thể kiếm được tiền từ những nghề tay trái. Về đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 5, số 9, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi và đây là nguyên nhân làm cho bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình bạn tuổi mùi bạn vốn là người kiềm chế rất tốt nhưng khi bùng nổ thì với bạn có thể trở nên rất đáng sợ và với bạn tuổi mùi, trong ngày thứ bảy này, bạn mệnh nên tìm cách giải tỏa những căng thẳng của mình đang gặp. À, và dù sao, hôm nay là ngày bạn đừng có để cho mình khiến cho mọi người mất vui. Bạn hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về những áp lực của mình với những người thân đáng tin cậy xem sao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây còn là dấu hiệu cho thấy với bạn đang có kẻ tiểu nhân có thể đang tìm cách để lừa gạt về tiền bạc của bạn thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định lớn về tiền bạc vì vậy với bạn tuổi mùi nên cẩn trọng là tốt hơn về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh tránh nội nóng không đúng chỗ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tiểu nhân đang tìm cách phá hoại tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tình cảm không tín trị như mong đợi tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên hiểu trái tim mình thuộc về đâu tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đang ở vị trí nào thì cần phải hiểu đúng vị trí mà mình đang đứng. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân bước sang ngày này đang có điểm báo gặp phải những vấn đề khó có thể giải quyết được trong chuyện tình cảm. Ngày này, bạn tuổi thân đang gặp ngày có mộc thổ tương xung, bên tình bên hiếu, cho bạn mệnh không thể biết lựa chọn đường nào. Thực sự là bạn đang rơi vào tình trạng tín thoái lượng nan bạn tuổi thân bạn không muốn làm phật lòng ai nhưng có vẻ việc này thực sự là quá khó khăn cho bạn bạn không hiểu được những nỗi ấm ức mà đôi bên đang phải chịu đựng có lẽ phải có thời gian để ngồi lại tâm sự và tháo gỡ từng vấn đề một Ngày này đối với những bạn đang còn độc thân, sự cô đơn đôi khi khiến cho bạn cảm thấy nạn lòng, chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm của đối phương, nhưng có những khi bạn lại muốn gật đầu tạm bợ để có người ở bên chia sẻ áp tâm sự về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cô đơn buồn bã không có niềm tin từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa chán nản vì không tìm được bến đỏ từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần phải bỏ lại quá khứ ở phía sau lưng từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đường tình duyên kiếm sắc đào hoa ảm đạm từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đừng để cho mình phải hối hận về sau Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này bạn đang có được báo hiệu đón tình yêu ngập tràn đào hoa cực vượng khiến cho chính bạn cũng phải bất ngờ nữa Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có lẽ sớm tìm thấy được Người mà mình chờ đợi đã lâu Và đây rất có thể là mạnh ghép hoàn hảo của đời bạn Lại thêm Trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tử giàu Đã gặp được ngày của tam hợp Quý nhân chia chở Dẫn dắt chỉ đường cho bạn Cho nên bạn biết được đâu là lối đi đúng đắn Để uh, tín vào trái tim của người bạn yêu thương Bạn mệnh đừng có ngại bày tỏa cảm xúc Bạn có thể có được những điều mà mình mong muốn còn đối với các cặp đôi trong ngày thứ bảy này, ngày này thực sự là ngày ý nghĩa đối với hai bạn. Bạn không cần phải quá lo lắng về những thứ đã qua. Hãy nhìn vào hiện tại và hướng tới tương lai. Cuộc sống sao cho vui vẻ và ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tình cảm không thể nào cưỡng ép. Xong cũng đừng quá thờ ơ, từ vi tuổi đinh dậu cuộc mệnh hỏa đường tình duyên vượng sắc dễ tìm thấy tình yêu từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cuộc sống môn màu dễ được yêu thương từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc hạnh phúc ở ngay gần bên cạnh từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuốt cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có sự bất đồng quan điểm từ những chuyện nhỏ nhặt và có thể hóa thành chuyện lớn nếu như giữa bạn tuổi tuất với nửa kia của mình không thống nhất được để tìm tiếng nói chung bạn tuổi Tuất bạn cần phải bình tĩnh để nói cho đối phương hiểu được ý của mình. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất nếu như bạn đang quản độc thân thì có thể sẽ cần nhiều tới sự trợ giúp từ những người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi ngày hôm nay với bạn đang có được đảo hoa ngập lối với sức quyến rũ của bạn được tăng lên gấp bội phần nữa. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi tuất cũng cần phải nhớ là chủ động đưa ra tín hiệu với đối phương, đừng có cho rằng người ta phải lên tín trước. Cứ giữ quan điểm bảo thủ thì e rằng bạn vẫn cứ mãi độc thân và không hiểu tại sao mà thôi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, chuyện tình cảm cần có chút duyên phận. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên hiểu bản thân mình không phải là cái rốn của vũ trụ. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, mâu thuẫn bất đồng quan điểm gây ra sự rạn nứt, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, gia đình mâu thuẫn có nhiều nỗi lo lắng, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên cố gắng chớp lấy thời cơ về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành hợi xỉu tương hội cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang được hạnh phúc với những gì mà mình đang có bạn chẳng đòi hỏi thứ gì cao sang miễn là người mình yêu ở bên mình đó là hạnh phúc lớn lao lắm rồi bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày cô kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi đang có điểm báo có nguy cơ mất tiền hao của có thể xảy ra. Bạn tuổi hợi dễ cảm thấy bất an, lo lắng khi đầu tư quá nhiều tiền bạc chỉ vào một chỗ. Với bạn tuổi hợi ạ, bạn cũng là người ham kiếm tiền, có khi bùi tai, nghe theo những lời rõ ngôn ngọt của những kẻ xấu mà mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, mất tiền chính là cái giá mà bạn tuổi hợi phải trả cho những ngày cuối tuần. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, không thể để tiền bạc tan biến quá dễ dàng, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định lớn, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hạnh phúc quá lớn khiến cho bạn không thể nào tin được. Tử vi tuổi tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy hiểu đâu là người thực sự thuộc về mình. Tử vi tuổi quý Hợi thuộc mệnh thủy, trở nên để hạnh phúc vụt qua à, tầm tay. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.